Asus K2 và bây giờ là Asus K3. Mỗi phiên bản có một mức giá khác nhau, một thiết kế có thể nói là cải tiến qua từng năm. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi, đó chính là dòng SK của Asus luôn luôn tốt. Vậy thì tốt ở đâu? Thì đầu tiên, cái tốt chính đó chính là về phần cấu hình. Cấu hình mình đang có ở đây đó chính là sử dụng CPU Core i7-9750H 6x12 luồng Cardioa RTX 2060 16GB RAM và 512GB SSD. Một cấu hình có thể nói là đủ dùng ở thời điểm hiện tại cho các nhu cầu từ chơi game cho đến làm việc ở mức độ thông thường. Vậy thì với chiếc Cardioa rời RTX 2060 thì anh em có thể chiến game như nào? Toàn bộ các tựa game trên thị trường hiện nay mình đảm bảo với anh em luôn, chiến được hoàn toàn ở max setting, ở độ phân giải Full HD. Còn nếu như anh em muốn sử dụng một laptop này mà xuất ra một màn hình rời mà có độ phân giải cao một chút thì nên cân nhắc một chút về phần setting. Tuy nhiên, mẫu laptop này hoàn toàn đủ cho nhu cầu chơi game của anh em. Đó chính là về phần màn hình. Màn hình của mẫu laptop này 15,6 inch, quá tiêu chuẩn rồi đúng không? 144Hz, độ trễ 3mm. Như vậy thì anh em thấy sao? Không nhất thiết phải cần màn hình rời đúng không? Màn hình của mẫu laptop này đã là đủ. Chưa kể vào đấy, đó chính là về phần chất lượng. IPS 100% giải màu sRGB theo như mình check được ở trên trang chủ cũng như là xem các bài review ở trên mạng. Với màn hình có chất lượng hiển thị tốt như vậy, anh em có thể làm việc chỉnh sửa đồ họa từ cơ bản cho đến nâng cao đều ổn cả. Còn xem phim thì không phải nói rồi, quá tuyệt vời. Vậy thì sau những cái tốt về cấu hình rồi, còn cái gì nữa? Cái tiếp theo đó chính là về phần mức giá. Khi mà mức giá của sản phẩm này đang được bán tại Anphát với mức giá chỉ dưới 40 triệu đồng thì anh em sẽ nhận được những gì? Một mẫu laptop này, một chiếc ba lô của ROG và một con chuột. Ngày hôm nay mình ra ngoài mình có cầm theo một con chuột. Con chuột này cũng là con chuột được tặng kèm, nhưng mà đây là con chuột khác thôi. Thì anh em thấy không có dây đúng không? Anh em nghĩ đây là con chuột không dây đúng không? Không phải đâu. Tại hôm nay do mình ra ngoài mình quên mất mang dây thôi. Nhưng mà đây sẽ là sản phẩm anh em được tặng kèm theo mẫu laptop này. Tiếp theo đó mình muốn đề cập tới đó chính là về phần thiết kế. Khi mà mặt lưng anh em có thể nhìn thấy đây, ở đây là logo của ROG và logo này có phát sáng theo đèn LED RGB và được tùy chỉnh theo phần mềm. Thì mặt lưng này được làm bằng kim loại. Còn phía bên trong phần khung bàn phím này được làm từ mình không rõ lắm đây là từ nhựa kim loại, bởi vì trên lớp trên cái mặt bề mặt tiếp xúc này được phủ một lớp tương đối mịn, mình thấy khá thích và bám vân tay cũng gần như là không có. Nếu như bạn nào mà ra nhiều mồ hôi tay ấy thì mới có thể thấy được trên cái phần chiếu nghỉ tay này. Pin thôi, mình thấy chất liệu này tương đối là ok, dùng thoải mái. Khung bàn phím cũng rất chắc chắn, không hề có hiện tượng flex ở tất cả các vị trí. So với phiên bản SK2 năm ngoái ấy, thì phần bàn phím có đầy đủ các phần phím số này, phần phím nói chung là đầy đủ thì trông nó khá là kiểu chật chội. Tuy nhiên sang phiên bản SK3 thì cụm phím số đã được di chuyển xuống phần trackpad, tí mình sẽ nói về phần trackpad sau. Thì ở bên trên còn duy nhất mỗi là phần bàn phím chữ thôi. Cảm giác bấm vẫn rất tốt, phím được ôm cong nhẹ, các phím cho độ nảy tốt. Anh em không nhất thiết phải sử dụng bàn phím ngoài để chơi game để làm gì cả. Trông bàn phím đã gọn gàng hơn rất là nhiều rồi, trông kiểu dùng nó thoải mái hơn. Cái cách anh em đặt tay cũng rất là dễ dàng khi so với trước. Và ở phía trên cùng, ở đây tổng cộng mình đếm được có 5 phím tắt, tăng giảm âm lượng này, tắt âm này, điều chỉnh tốc độ quạt và kích hoạt cái phần mềm tùy chỉnh. Thì cái phần mềm đấy thì anh em có thể về tự tìm hiểu sau. Như mình đã nói ngay từ đầu thì cụm phím số đã di chuyển xuống phần trackpad rồi. Cảm giác bấm thì không thể nào bằng phím cơ được. Tuy nhiên với game thủ như này mình nghĩ là đủ rồi. Trackpad thì hơi bé một chút, cảm giác di ở mức trung bình. Được cái là cụm phím trái phải cho cảm giác phản hồi khá tốt. Cũng vì hai cụm phím trái phải này tách biệt ra nên về tổng quan trackpad sẽ hơi bé. Nhưng mà nếu mang ra ngoài sử dụng thì thôi chả sao cả. Anh có thể sắm một con chuột ngoài giống như mình bây giờ. Về phần cổng kết nối thì sao? Cổng kết nối trên mẫu laptop này có thể nói là đặt rất thông minh. Ở bên cạnh phải anh em sẽ không có gì cả. Ở bên cạnh trái sẽ có 3 cổng USB Type-A. Còn các cổng kết nối cần dây dợ lằng nhằng như cổng mạng LAN RJ45, cổng xuất hình ảnh HDMI và cổng USB Type-C. Cộng với đó là nguồn thì đặt ở phía sau. Đây là một thiết kế mình đánh giá là rất tốt để tránh hiện tượng kiểu dây dợ lằng nhằng khi anh em sử dụng. Loa ở trên mẫu laptop này có thể nói là rất to mồm. Cái mức giá mà gần 40 triệu mà nó không to thì cũng hơi phí đấy. Kiểu anh em có thể sử dụng ở bên ngoài trời giống như mình ở đây này, hoặc là trong phòng kín thì âm thanh tách biệt rõ ràng, không bị lẫn các chất âm với nhau. Tản nhiệt là một yếu tố hàng đầu khi mua mẫu laptop gaming. Anh em có thể chọn mua một mẫu laptop có cấu hình thông số rất mạnh, tản nhiệt không đủ tốt
thì cái cấu hình mạnh đấy cũng chẳng được làm gì cả. Với cấu hình mình đang có ở đây, tản nhiệt của mẫu laptop Asus K3 này rất tốt. Tốt như nào? Khi mình stress test qua bài test Fermat thì nhiệt độ của GPU rất là ổn định, dưới 70 độ C, không gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Còn CPU thì cao hơn GPU một chút, tuy nhiên vẫn ở mức có thể chấp nhận được so với cấu hình của mẫu laptop này đề ra. Thật ra thì anh em đừng quá quan trọng lắm về vấn đề kiểu GPU, CPU mà lên đến 80 độ mà anh em lo rồi. Đừng lo lắng gì cả, bởi vì nhà sản xuất đã tính cả rồi. Dưới 80 độ theo mình vẫn là ổn, hay thậm chí là 85 độ ấy vẫn ổn thôi, bởi vì một số các mẫu laptop ấy, cấu hình mạnh ấy, nhiệt độ có thể lên đến 90 độ mà. Tuy nhiên nhà sản xuất đã tính đến cả rồi, anh em đừng lo gì cả, bởi vì cái mẫu laptop đến từ Acer này được bảo hành 24 tháng. Vậy thì với 40 triệu đồng thì anh em có lựa chọn mua mẫu laptop Asus K3 này không? Đừng quên để lại ý kiến ở một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.